làm mai đồ kìa, làm mai đồ cho bà chụp. Ôi dễ thương. Chưa. Đứa này không nhá. Baby hả? Baby hả? Phoebe. 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 Con gái em á tên là Phoebe. 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 Không quay được. Chào các bạn trên YouTube. Hôm nay mình nấu chè đậu trắng. Cái đậu trắng này mình mua rất là lâu rồi, lúc qua Mỹ tới giờ nhưng mà chưa có nấu chè. Hôm nay tự nhiên thèm chè đậu trắng này. Thật ra mình lấy đậu này mình ngâm, ngâm qua đêm rồi đó các bạn. Bây giờ mình đây là một phao đậu. Bây giờ mình chế nước cho mình bắt lên mình nấu. Mình nấu cái đậu này trước rồi mình đem ra mình rửa. Mình rửa mình cho nó rớt mài ra xong rồi mình mới nấu chè. Bây giờ khi mà bắt lên nấu thì các bạn nhớ để vô một chút xíu muối nha. Để cho đậu nó mau mềm. Đây là đậu mình bắt lên mình nấu. Bây giờ mình nấu này mình múc, mình để cho khoảng chừng nhiêu muối này các bạn. Đây muối hột mình để vô, mình để vô mình nấu để cho cái đậu nó mau mềm mà nó bùi chứ nó đậm đà nữa. Mình nấu đậu rồi, bây giờ đậu mình nấu 30 phút đó các bạn, nó mềm rồi thì mình bóp nó mềm, các bạn mới nóng cho nó mềm nha. Rồi mình đổ ra cái thau này để mình rửa lại, với lại cho tróc cái vỏ với cái mài của nó đó ra, chứ nó có còn cái mài cái vỏ mình ăn không có ngon. Xong rồi cái bây giờ bao nhiêu đậu đây, mình bắt lên là 3 lít nước, để vô 3 lít nước, một phao đậu mình để vô 3 lít nước và một lon rưỡi, cái lon nước dừa đó các bạn, cái lon nước dừa đó 400ml á, mình để vô một lon rưỡi nếp. Bây giờ cái nếp này mình do sạch rồi đó, bây giờ mình để ở đây. Để đây một lon rưỡi nếp. Rồi mình để vô đây chút xíu muối. Xíu muối cho nó đậm đà. Nấu chè mình dặn miếng muối thì nó rất là ngon. Rồi bây giờ mình nấu. Mình nấu sôi lên vài dạo cho hột nếp nó nở ra hết trơn, xong rồi mình mới đổ để đậu vô. Cái nếp này là một lon rưỡi nha các bạn, một phao đậu thì một lon rưỡi nếp, 3 lít nước, mình bắt lên 3 lít nước. Còn đây là hai lon nước dừa để mình hắn nước cốt dừa. Còn đây là đường cát, hai lon đường cát và một cái bó lá dứa này nè các bạn, một bó lá dứa. Lá dứa ở đây là lá dứa đông lạnh. Đây. Để mình lá dứa này để mình nấu nước dừa cho nó thơm á. Mình nấu rồi mình khi mà đậu chè đậu chín rồi mình múc ra chén cái mình chan nước dừa lên. Đó. Bây giờ trong khi chờ đợi đậu nếp nó nở thì mình đi rửa đậu. Tiếp tục mình rửa đậu cho nó hết cái vỏ, cho nó ra hết cái vỏ. Cái hạt đậu này mình nấu rồi các bạn thấy không? Nó mềm lắm nè. Các bạn thấy nó mềm. Bớt rồi nó mềm rồi mình nấu nó bùi lắm. Nhưng mà cái vỏ này, cái mài này là mình phải gỡ ra. Mình không gỡ ra thì ăn nó nhám, nó không có ngon. Ở bên này nó có bán cái đậu lon đó. Các bạn mua đậu lon thì làm rất là tiện. Tại này mình mới qua mình không có biết đó. Thì cái mình mua đậu trong cái bao á, đậu sống, đậu hột á, ngày tối thì phải ngâm qua đêm, xong sáng mình mới bắt lên mình luộc. Rồi các bạn ơi, bây giờ cái nồi nếp của mình nó nở đều hột hết trơn rồi. Bây giờ đậu mình cũng đã lọt lặt xong. Bây giờ mình để nếp vô, để đậu vô nếp nha các bạn. Đây các bạn thấy cái hột nếp nó rất là nó chưa có, không có nhừ mà nó các bạn thấy cái hột nếp thấy không? Nó còn nguyên nè. Rồi mình để đậu vô nha các bạn.
bạn để đậu vô, các bạn sơ đều nó là các bạn để đường vô được rồi. Sơ nhẹ tay thì đậu mình nấu nó mềm á, mình sơ mạnh tay quá nó bể thì thấy nhìn thấy cái nồi chè của mình nó không có ngon. Sơ sát đáy mà mình cho nhỏ lửa đó các bạn, để cho cái đậu của mình đó, nó hòa quyện cùng với nếp cho nó đều mà nó lại không có bị bể. Các bạn làm mạnh quá thì đậu nó sẽ bể, tại vì mình nấu đậu nó bùi lắm á, nó mềm á. Còn nếu mà các bạn nấu mà đậu không mềm thì ăn cái chè nó không có ngon đó. Rồi bây giờ mình cho đường vô các bạn. Đây, mình cho đường vô. Này là mình cho nhỏ lửa để em thử cái nồi chè của mình nó bị khét nha các bạn. Các bạn thấy cái hạt nếp không? Nó nở ra mà nó không có bị bể nhừ ha. Nó nguyên hạt nghe nhìn cái nồi chè rất là ngon. Nếu mà các bạn nào mà thích ăn đậu nhiều thì bớt nếp lại. Còn các bạn nào thích ăn ngọt nhiều thì thêm đường. Mà thích ăn lạc, hơi lạc chút thì bớt đường lại tùy theo cái khẩu vị của mình. Các bạn thấy hộp nếp không? Nó nguyên dạng đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đây các bạn coi cái nồi chè của mình rất là ngon đó. Mình nhớ là lúc này lửa để lửa rất là nhẹ, rất là nhỏ lửa. Đây cái hạt nếp này thấy không? Các bạn thấy cái hạt nếp không? Hạt nếp này, nó không có bị nhừ ra đó. Cái hạt đậu cũng vậy nữa, các bạn thấy không? Rất là ngon luôn đó. Mình để một chút xíu nữa xong rồi là mình quậy một múc miếng bột năng, mình để vô trong cái nồi chè đó các bạn, để khi mà mình múc chè đó rồi một cái số còn lại đó một hồi nó sẽ không bị chảy nước, không bị dữa ra. Cho nên các bạn nhớ nấu những cái loại chè mà đặc đó, là các bạn nhớ để quậy chừng một muỗng canh bột năng với khoảng một muỗng nước, rồi mình chế vô đây mình quậy đều nó lên thì nó sẽ không có bị cái tình trạng mà chè khi mình múc ăn còn lại trong nồi nó bị dữa nha các bạn. Bây giờ mình đi quậy bột nếp mình đi quậy bột năng. Đây là các bạn, cái này một muỗng bột năng và hai muỗng canh nước. Các bạn từ từ đổ vô trong này, mình đổ từ từ mình quậy đều lên ha. Đó, các bạn thấy lửa rất là nhỏ cho nên nó chỉ ục nhẹ nhẹ thôi đó. Bây giờ mình để bột năng vô nha các bạn. Bạn rưới từ từ cho nó đều. Mình rưới vừa quậy cho nó đều. Thắng nước dừa thì mình để bột gạo, mà mình nấu trong chè thì mình để bột năng. Các bạn để trên bếp vậy khoảng 5 phút nữa cho cái bột nó hòa tan đều với cái nếp với cái đậu á.
chứ mình đừng có để vô xong mình tắt lửa liền nha. Mình đã quậy xong rồi đó, bây giờ mình để chút xíu nữa là mình tắt lửa đó các bạn, rồi mình đi thắng nước dừa. Đây mình tắt lửa nồi chè nha các bạn. Rồi ở đây là cái nồi nước cốt dừa, mình cho 2 lon nước cốt dừa lên đây, mở lửa. Cái 2 lon nước cốt dừa này mình cho vô đây nửa lon nước lạnh nha các bạn. Rồi mình cho vô đây một bó lá dứa. Lá dứa ở đây là lá dứa đông lạnh. Lá dứa vô nước cốt dừa cho nó thơm, nó có mùi thơm. Ở Việt Nam thì mình xài lá dứa tươi không mà, nhưng mà lá dứa đông lạnh này cũng thơm lắm các bạn. Rồi mình để vô đây. Canh
khi đợi nó sôi mình đi pha một muỗng bột, một muỗng lưng lưng rơi thôi, bột bột gạo các bạn, để mình để vô trong nước cốt dừa cho nó có độ sấm nó ngon. Hôm nay mình ở nhà có một mình, mình quay nhiều quay video mình đặt một chỗ, bạn thông cảm coi giùm mình nha. Với hai lon nước dừa này mình cho vô đây là 4 muỗng canh đường cát và 1/2 muỗng cà phê muối. Sôi, nước dừa chưa có sôi lên. Ở đây là 4 muỗng canh đường cát, nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình cho ra đây luôn. Còn bột thì mình đợi sôi lên rồi mình hãy cho vô. Khi sôi lên là mình phải dặn rửa nhỏ nhỏ rồi mình chúng cho bột vô từ từ. Mình vừa quậy, mình thấy cái độ sánh nó vừa rồi là mình ngưng. Mà mình nhớ là các bạn phải quậy, không quậy nó thì vừa cho ít ít vừa từ vô, vừa quậy để cho nó không có bị ốc trâu á, nó giống cục á, là gọi là ốc trâu á các bạn. Dừa nó cũng sắp sôi lên. Khi đợi nước dừa sôi rồi mình dọn dẹp cái lon này cho nó sạch, cho nó gọn nhà bếp.
đợi nước cốt dừa sôi giờ mình có thể múc chè ra, múc ra một chén chè đây. Rồi cái nồi nước dừa của mình, nước cốt dừa của mình nó sôi lên rồi các bạn. Rồi bây giờ mình phải hạ lửa nhỏ từ từ rồi mình mới chế lửa nhỏ rồi mình mới chế bột vô. Các bạn nhớ chế bột vô, các bạn vừa chế vừa quậy cũng chế từ từ ha. Vừa chế vừa quậy cho nó đều. Rồi cái nồi nước cốt dừa của mình nó đã xong. Bây giờ mình tắt lửa nha các bạn. Các bạn thấy cái độ sánh nó như vậy là dừa, nó đặc là nữa là nó nguội là nữa là nó dừa lắm nè, các bạn thấy ha. Đó. Bây giờ mình vớt lá dứa ra. Tại vì lá dứa mà mình để lâu trong này quá, thứ nhất là nó vàng nước cốt và thứ nhì nữa là nó sẽ làm cho nó có cái nhẫn. Nước cốt dừa mà nó còn nóng mà nó dày là nó đã nó nguội là nó dừa lắm đó các bạn. Nếu các bạn làm mà nó đặc quá đó, cái nguội lại là nó đặc dữ lắm. Ví dụ như các bạn nào thích ăn đặc nhiều thì thêm bột ha. Chứ mình thấy như vậy là dừa lắm rồi.
Rồi bây giờ mình có thể múc trứng chè ra, chế một miếng nước cốt dừa lên thưởng thức là được rồi đó các bạn. Đây các bạn thấy mình tắt lửa mà nó cũng còn bột ra không? Đây một chén chè, mình chế một miếng nước cốt dừa. Ôi, các bạn thấy ngon không? Đây. Rồi, bây giờ mình đã có được một chén chè rất là ngon, chén chè đậu trắng rất là ngon các bạn. Chú Triều rất thích ăn ngọt, nhưng mà hồi lúc mà bị hơi đường hơi cao tới giờ thì cũng hạn chế lắm. Nhưng mà cái món này một chút là chú Triều đi công việc về là chú Triều sẽ thích lắm. Mà cô hôm nay cô cũng thích nữa. Rồi mời các bạn cùng vào bếp làm với mình cái món chè đậu trắng nha. Ở bên Mỹ thì cái đậu trắng đó các bạn thấy là có nấu trong lon bán sẵn đó. Mình mua mình làm rất là nhanh. Còn cái này tại mình mới qua mình không biết đó. Rồi mình mua đậu trắng rồi mình để lâu quá rồi mình sợ nó hư. Rồi thôi mình lấy mình nấu, chứ nấu như vậy thì nó cực hơn. Nó cực hơn là mình mua cái lon đậu trắng mà nấu sẵn nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha, cái mùi lá dứa thơm quá. Bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Các bạn nào thích cái món chè thì thỉnh thoảng vào bếp là nấu cho gia đình ăn ha. Rồi bye bye các bạn, bye bye.